Những ngày đầu tháng 3 năm 2023 đến nay, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, từng tớp ngư dân ở vùng ven biển xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh sử dụng các phương tiện thủ công tập trung về dọc bờ biển hành nghề bổ lưới theo hình vòng cung, rồi đi giật lùi để đánh bắt kéo cá vào bờ. Ngư dân địa phương gọi nghề đi giật lùi vì những người tham gia kéo lưới phải đi lùi về phía sau. Khi kéo, hai tay của ngư dân bám chặt vào dây lưới, mặt hướng ra biển, nghiêng người về phía sau, kéo giật lùi rê lưới từ ngoài biển vào bờ từng nhịp đều nhau theo con sóng. Cá đánh bắt được chủ yếu là cá đù, cá đục, ngoài ra còn có một số tôm và loại hải sản khác. Để làm nghề này, các ngư dân thức dậy rất sớm, khoảng 4 đến 5 giờ sáng. Trung bình mỗi ngày, ngư dân kéo khoảng 2 đến 5 lần lưới, thu về hàng triệu đồng. Có những ngày trúng đậm hơn thì cho thu nhập cao hơn. Tuy công việc liên tục vất vả và khá nặng nhọc, nhưng bù lại người dân lại có thu nhập khá để trang trải cuộc sống. Bà Lê Thị Phúc, 60 tuổi, trú tại xã Thịnh Lộc cho biết, nhờ đánh bắt cá mà cuộc sống ngư dân nơi đây khấm khá hẳn lên, có thêm điều kiện cho con ăn học. Những con cá tươi ngon sau khi kéo vào bờ được thương lái thu mua với giá cao, tùy vào từng loại và từng thời điểm có giá dao động từ 50.000 đồng đến 400.000 đồng một ký. Nhiều tổ tham gia đánh bắt ở gần bờ liên tục trúng lớn các mẻ cá tôm, có tổ đánh bắt được giá trị kinh tế từ 20 đến hơn 30 triệu đồng một ngày. Ông Nguyễn Hy Vọng, 68 tuổi, trú tại xã Thịnh Lộc cho biết, tổ đánh cá của ông có 12 thành viên, ra khơi đánh bắt từ lúc 5 giờ sáng. Khoảng một tuần trở lại đây, tổ của ông đã đánh bắt trúng những luồng cá lớn, có ngày thu nhập lên đến cả chục triệu đồng. Theo ông Nguyễn Hy Vọng, từ Tết Nguyên Đán đến tháng 4 âm lịch hàng năm là thời điểm biển êm, ngư dân dễ dàng đánh cá bằng nghề đi giật lùi. Thời điểm này thường trúng các luồng cá đù, cá trích, cá triện, cá đục, mang về nguồn thu nhập khá cho bà con. Sau thời điểm tháng 4 âm lịch, ngư dân sẽ chuyển sang đi đánh bắt mực. Cá sau khi được đánh bắt kéo vào bờ, bán ngay tại chỗ cho thương lái hoặc người dân tự mang ra các chợ đầu mối để bán kiếm thêm thu nhập. Sau khi bán cá xong, ngư dân dọn dẹp, rửa sạch các ngư cụ và quấn lưới gọn gàng để chuẩn bị cho mẻ đánh cá tiếp theo. Ông Nguyễn Khắc Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Lộc cho biết, nghề đi giật lùi kéo lưới đánh bắt cá gần bờ biển ở địa phương đã có từ lâu đời. Đến nay, trên địa bàn có khoảng 12 tổ, mỗi tổ có khoảng 12 người, tập trung chủ yếu ở các thôn Nam Sơn, Yên Điềm, Quang Trung, Hòa Bình, Yên Định. Bình quân mỗi năm, các tổ này đánh bắt được hàng trăm tấn hải sản các loại, mang về nguồn thu nhập hàng tỷ đồng. Nghề này rất phù hợp với điều kiện của vùng bãi ngang ven biển, nơi không có cát lạch. Ngoài giúp nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, còn góp phần giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho từ khoảng 150 đến 200 người.